Xin chào anh chị nhà đầu tư ha. Chào mừng anh chị mình đến với kênh YouTube của em, kênh YouTube chứng khoán NMC Finance. Thì như thường lệ cuối tuần, em cũng ngồi lại với anh chị mình để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch vừa qua cũng như là có những cái chiến lược cho những cái tuần giao dịch tiếp theo cổ phiếu nào nhóm ngành nào là nhóm ngành anh chị mình quan cần quan tâm cho những cái xu hướng của tuần sắp tới thì trong cái video ngày hôm nay em với chị mình sẽ cùng đi qua mình nhận định về cái vấn đề này ha thì cái thị trường của chúng ta hiện tại nó đang tạo ra những cái yếu tố rung lắc quanh cái ngưỡng vùng 1150 và hiện tại nó đang có hai cái chiều hai cái luồng gọi là cái luồng chiến lược cái chiến lược đầu tiên là những cái cổ phiếu nó dần dần nó đang tạo ra những cái xu hướng tạo trend tạo ra những yếu tố sóng dần và chờ đợi những cái nhịp đồng pha của thị trường để mà nó nó gọi là nó chính thức nó bước vào một cái giai đoạn dần dắt cho một cái nhịp tiếp theo đối với thị trường của chúng ta Đấy là một cái chiến lược dành cho những anh chị nào đánh sóng ha à, thì những cái nhóm ngành nào á là những cái nhóm ngành mà ngoài là nó sẽ có khả năng nó dần dắt sóng á thì trong cái phần à, cần xong phần sau video em với chị mình sẽ cùng đi qua mình phân tích rõ về gọi là mình phân luôn rõ về cái 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 cái, cái nhóm ngành này ha và cái yếu tố thứ hai chính là các cổ phiếu nó có những cái thiên hướng nó hồi phục ngắn đúng không ạ thì những cái yếu tố thiên hướng hồi phục ngắn á thì những cái chiến lược trong những cái giai đoạn vừa qua em cũng có đưa ra cho anh chị mình á là những cái cổ phiếu mà thứ nhất nó có độ beta cao cái thứ hai là trong một cái giai đoạn giảm sâu điều chỉnh sâu của thị trường bắt đầu nó có những cái trạng thái cân bằng trước và nó xuất hiện những cái yếu tố test ba đấy hay là những cái mô hình vai đầu vai ngược đấy sẽ là những cái yếu tố và gọi là những cái điểm tựa để cho anh chị mình đánh những cái chiến lược ngắn đấy thì hiện tại nó đang chia ra làm hai cái luồng là một là đánh sóng hai là đánh ngắn thì trong cái video ngày hôm nay em sẽ cùng với chị mình để mà mình đi qua mình nhận định về hai cái chiến lược đánh này để mà chị mình à, gọi là hành động phù hợp nhất trong những cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta đang có những cái sự biến động rung lắc quanh cái ngưỡng vùng 1150 ha thì quay trở lại đối với cái, cái yếu tố thị trường của chúng ta Thì chị mình thấy là thị trường của chúng ta kết tuần với yếu tố rút chân về Gọi là về mặt cuối phiên khá là mạnh mẽ đấy Anh chị mình để qua cái chạc gọi là cái chạc của phái sinh này Có nghĩa là trước 2 giờ chị mình thấy là có một cái nhịp gọi là tạo ra những cái điểm rung dầu điểm quát Đúng không ạ? À? Gãy điểm dầu tạo ra những cái gọi là cái cái phiên dụ bỏ Đúng không ạ? À? Những cái lệnh mà lệnh long trong giai đoạn này nè Đúng không ạ? À? Tạo ra những cái tâm lý khi mà nó thùng hỗ trợ thì bắt đầu cắt ra đúng ạ à? cắt cái lệnh long ra đồng thời sao gì đồng thời là đồng thời tạo ra những cái điểm quát kích hoạt những cái định lệnh sọt đúng không ạ đến là nhìn thấy sau những cái quá trình trung dụng là cổ phiếu gọi là thị trường của chúng ta bắt đầu hồi phục trở lại là tạo ra những cái điểm xu hướng hướng lên về mặt gọi là cuối phiên rất là mạnh mẽ về cái yếu tố thiên hướng về cái cái chỉ số phái sinh á là khi mà nó thông qua vùng này á là nó kích hoạt những cái gọi là cái điểm stop loss của những cái lệnh long ra đúng không ạ đồng thời nó sẽ gọi là nó sẽ kích hoạt một cái cái điểm gọi là cái điểm cái điểm, cái điểm short đúng không ạ nhưng mà nó bắt đầu lên trên khoảng anh chị thấy từ những cây này này anh chị thấy cái độ quyết liệt của cổ phiếu nó có đúng không ạ độ quyết liệt của thị trường nó có tại vì sao anh chị tại vì cái thứ nhất á là gọi là cái cái gọi là nó tạo ra những cái xung lực tăng nó đẩy lên những cái lệnh long lên đúng không ạ gọi là những cái lệnh long phô mô hương phấn đúng không ạ cái thứ hai là những cái lệnh sọt người ta cắt đúng không ạ có nghĩa là khoảng 2 giờ 15 2 giờ 10 2 giờ 15 á là bắt đầu các công ty chứng khoán người ta sẽ gọi là uh, gọi là người ta sẽ uh, không cho kia gọi là uh, không cho ký quỷ nữa đúng không có nghĩa là bắt buộc phải trả đấy, nếu nếu mà những nhà tư nào mà tạo là nắm phái sinh cao á nắm tỷ lệ cao á thì bắt buộc phải trả đấy trả ký quỷ đúng không trả ký quỹ các công ty chứng khoán thì khi mà những cái nhà tư mà mình nắm những cái lệnh sọt dưới này này là lên trên này bắt buộc phải sao gì bắt buộc phải cắt ra thì cắt ra nó đảo thành gọi là để mà cắt sọt á thì bắt buộc phải long trở lại đấy nó là gì mình thấy là thường những cái xung lực á mà nó đi lên gọi là khoảng hai giờ mười này anh chị thấy xung lực của thị trường nó gọi là tạo ra một cái đà rất là tốt ha và các cổ phiếu bắt đầu nó có những cái sự hồi phục những cái nhóm ngành nó giữ nhịp được những cái nhóm ngành nó tạo xu hướng nó thu hút những cái dòng tiền trong giai đoạn vừa qua giống như là nhóm ngành dầu khí này hay là nhóm ngành khu công nghiệp này thì nó có những cái trạng thái nó thu hút và nó giữ nhịp được cho cái yếu tố dòng tiền và cho những cái yếu tố xu hướng ha và các cổ phiếu lần lượt nó tạo ra những cái điểm gọi là điểm vượt đỉnh của nó để mà hình thành nên những cái cơn sóng tiếp theo đấy đối với kiểu tố thị trường ha còn cái còn những cái mà cổ phiếu mà nó thuộc dạng gọi là nó thuộc dạng nó gây tiêu cực giống như là hai cái nhóm ngành mà nó ảnh hưởng bởi những cái yếu tố tin tức những cái yếu tố về mặt thông tin đúng là thông tin chưa kiểm chứng chưa biết kiểm chứng hay không đúng là trong ngày có nghĩa là trong ngày trên mạng trên các diễn đàn trên các mạng xã hội người ta lan truyền một cái tin tức á là ngân hàng nhà nước ngày thứ sáu vừa qua cũng tiếp tục giảm gọi là hút rồng về khoảng 20 mươi tỷ thì trong một cái bối cảnh mà các cái món á các cái món à, gọi là cái món à, tính phiếu ở những cái đợt đầu á mà nó đã sắp về mà cái động thái vẫn tiếp tục hút rồng á thì cho anh chị mình thấy là cái gọi là cái việc này nó vẫn còn gọi là vẫn còn đang làm cho những nhà tư mình băn khoăn lo lắng đúng không ạ đấy nên là nó có những cái sự phản ứng đặc biệt là hai cái dòng nó gọi là nó tác đã chịu tác động trực tiếp nhất với yếu tố dòng tiền chính là cái nhóm ngành gọi là cái nhóm ngành à, bất động sản với lại nhóm ngành chứng khoán đấy tuy nhiên là về mặt cuối phiên nó cũng có những cái yếu tố nó gọi là hồi phục trở lại để mà nó bớt gây những hiệu ứng tiêu cực cho yếu tố thị trường của chúng ta ha thì nhìn chung là cơ bản với những cái vận động này của thị trường thì vẫn đóng cửa quanh cái ngưỡng vùng một nghìn thôi thì tăng 3,12 điểm thanh khoản thì ở mức là mức trung bình thấp khoảng 14.000 nghìn tỷ tính luôn cái giao dịch giao dịch thỏa thuận ha thì à, đầu phiên anh chị mình thấy là thị trường của chúng ta nó có một cái gap mở ra Thì cái gap này nó đến từ cái việc á, là ngày hôm trước là cái đồng đô la nó tăng Đúng ạ đồng đô la tăng khi mà Mỹ công bố chỉ số CPI Đã đồng đô la tăng thì thị trường thế giới bắt đầu có những cái dấu hiệu nó hạ nhiệt Nó làm cho cái tâm lý của thị trường mình bị tác động ở đầu phiên Nhưng mà có một cái số cái yếu tố á, mà khi mà anh chị mình à khi cái thị trường của chúng ta nó bị tác động từ những cái việc mà bên ngoài á mà anh chị mình cần phải chú ý tới ở cái thời điểm này để mà nó không tạo ra những cái trạng thái mở biên thì em cũng có nói trong cái room khách hàng của mình á là cái yếu tố đầu tiên á là khi mà chị mình quan sát trong những cái diễn biến quanh cái ngưỡng này nè là cái yếu tố đầu tiên là nó có những cái dòng nó thu hút được dòng tiền và nó giữ nhịp được cho cái chỉ số của chúng ta đúng không ạ chị mình thấy là đầu phiên là có những cái mà cổ phiếu nhóm mình dầu khí có nghĩa là cái lượng hàng cái lượng hàng này về đúng không ạ lượng hàng mở biên nó chưa kịp về có nghĩa là đầu phiên sáng thôi thì nó còn có những cái trạng thái nó đánh thấp lên đúng không ạ giống như là bvs này nó đánh vượt đỉnh nè vượt đỉnh mọi thời đại của nó đúng không có nghĩa là nó cái dòng này là cái dòng nó giữ được dòng tiền đúng không nó giữ được nhịp và nó giữ được xu hướng hay là những con như là con bvc nè đúng không nó vẫn có thu hút được dòng tiền đúng không ạ đấy hay là con bsr này, đúng không ạ nó vẫn có sao gì nó vẫn duy trì được một cái xu hướng có nghĩa là đầu tiên nó có những cái dòng giống như là dòng dầu khí nó giữ nhịp được đồng thời với nó nó còn thêm một cái dòng nữa chính là cái dòng khu nghiệp anh chị thấy idc này tiếp tục nó vượt đỉnh đúng không à, anh chị em thấy những cái mã cổ phiếu trong giai đoạn này á em có đề cập với anh chị mình này nhưng mà idc này nó tạo ra những cái xu hướng nó nâng đáy nó phân kỳ về giá đúng không à, ạ thì sau những cái đoạn vụ bỏ này nó vụ bỏ kiệt thanh khoản bắt đầu dùng tiền mò chạy vào đánh vượt đỉnh tạo ra những cái xu hướng dần dắt đúng không à, những cái con như con s là này nó bắt đầu nó tăng trở lại đấy đúng không à. ạ giai đoạn vụ bỏ này bắt đầu dùng tiền mò chạy vào cổ phiếu hồi phục về lại gần đỉnh nhất đúng rồi à, hay là những con giống như là con lúc đó có con kbc làm có quan sát trong phiên đúng không à, tạo ra những cái mẫu hình sao chị vụ bỏ kiệt cung Đấy, bắt đầu siết chặt, biên nè, dòng tiền mò chạy vào từ đầu phiên sáng, bắt đầu mở biên lên thì những cái con này xong chị xu hướng nó bắt đầu nó tạo ra những cái cơ gọi là cái nhịp lan tỏa của cái dòng của nó. Có nghĩa là cái phiên sáng ngày hôm đó có hai cái dòng, một là cái dòng dầu khí, hai là cái dòng khu nghiệp để mà nó níu giữ cái dòng tiền và nó tạo ra những cái yếu tố nó giữ nhịp được cho cái thị trường của chúng ta. Lưu ý ha, và cái vấn đề thứ hai chính là cái vấn đề về mặt thanh khoản. Đúng à? Có nghĩa là thị trường của chúng ta nó mở biên nó rung lắc nó như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà cái thanh khoản nó không bung lên có nghĩa là nó không đẩy một cái thanh khoản nó ở một cái mức lên cao và cái tốc độ khớp lệnh của nó vẫn chậm á thì đấy chính là một cái dấu hiệu nhìn chung cơ bản nó vẫn rung lắc thôi nó không có trạng thái mở biên đâu mở biên khi nào khi á mà nó giống như là cái phiên ngày hôm trước đúng không cái phiên này này mà nó tạo ra một cái gáp áp lực ngay từ đầu mà lúc đó bắt đầu sao gì bắt đầu thanh khoản nó đẩy lên đúng không cái áp lực nó được đẩy dần lên và bắt đầu cái độ lan tỏa cái tốc độ khớp lệnh các lệnh gọi là các lệnh bán nó tuôn ra liên tục á thì nó mới dễ bị mở biên còn bản chất nếu mà cái tốc độ giao, giao dịch nó cứ chậm đúng không ạ và cái thanh còn nó vẫn ở mức thấp thì nó cho thấy nó thể hiện cho một cái vấn đề đó, là vùng này chính là những cái vùng nó phản ứng tâm lý gọi là nó bị gọi là cái yếu tố rung lắc do những cái yếu tố tác động từ bên ngoài và cái áp lực bán gần như là nó không còn gọi là nó không còn nhiều ở những quanh cái ngưỡng này nữa thì khi mà buổi chiều anh chị thấy là bắt đầu một có một cái số cái mà cổ phiếu bắt đầu nó giữ trăng được giống như là dòng dầu khí giống như là dòng khu nghiệp nó giữ trăng được thì bắt đầu nó thị trường của chúng ta bắt đầu nó trở nên nó ổn định và nó cân bằng nó hồi phục một cách tốt hơn nó tạo ra những cái yếu tố rung dỗ trong phiên như thế này em đánh giá nó là một cái tiền đề rất là tốt cho những cái yếu tố của tuần sau của thị trường của chúng ta ha đấy thì khi giảm anh chị mình chỉ cần chú ý là cái vấn đề một đó là thanh khoản nó có nó gọi là nó có gia tăng hay không nó có bung lên hay không có nghĩa là nó thể hiện cho cái áp lực của thị trường lúc đó nó có yeah, gọi là nó có gọi là nó có gia tăng lên hay không đúng rồi cái thứ hai là cái tốc độ giao dịch nó nhanh hay chậm nếu mà tốc độ giao dịch chậm đó, thì thường thị trường của chúng ta nó sẽ cân bằng rất là nhanh lưu ý ha thì cái vấn đề này cũng có một cái số Đấy, cái số tin nó lan truyền về cái việc ngân hàng nhà nước tiếp tục à, hút hai 20.000 tỷ á là chưa biết có kiểm chứng hay không nhưng mà nó gây ra những cái hiệu ứng tâm lý từ hai cái nhóm ngành anh chị mình thấy á, là đầu tiên là cái nhóm ngành nhóm gọi là nhóm ngành bất động mà bất động sản này cái con DG này anh không khi mà nó tạo ra những hiệu ứng tâm lý á thì cái lúc thấp nhất của cổ phiếu á là nó ở mức 22 gọi là giá 22.85 đúng rồi về mặt cuối phiên nó tăng lên 23.7 cái lúc cao nhất là nó ở đâu đó là khoảng 24.2 có nghĩa là cái sự biến động của cổ phiếu vùng này nó tương đối nhiều nhưng mà áp lực cung anh chị mình thấy nó hầu như nó không còn nhiều nữa đúng không ạ có nghĩa là khi mà cái tin tức nó ra như thế thì nó không bị mở biên là cái thứ nhất cái thứ hai thanh thanh khoản nó không được đẩy lên cao có nghĩa là nó vẫn giữ biên độ này thôi có nghĩa là nó bị áp lực về mặt tâm lý khi mà những nhà tư mình thấy tâm lý người ta gọi là những cái lượng hàng cuối cùng người ta bắt đầu người ta tuôn ra đúng không ạ nó gây ra một hiệu ứng tâm lý thôi chứ còn bản chất anh chị thấy là khi mà nó xuất hiện những cái tin tức nữa thì sao gì thì cổ phiếu hầu như là cái áp lực bán nó không còn nhiều ha à, nên là khi mà nó bắt đầu nó tạo ra những cái hiệu ứng các nhóm ngành khác bắt đầu nó giữ được cái tâm lý giữ được cái xu hướng và giữ được nếu kéo được dòng tiền bắt đầu nó lan tỏa thì những cái con mà nó đóng gọi là nó những cái con tiêu cực giống như là con dg này thì sao vậy bắt đầu nó có những cái dấu hiệu nó hồi phục trở lại ha anh chị mình thấy xem qua cái giặc 5 phút này nãy khoảng một giờ này là những cái lúc mà sao chị thị trường của chúng ta nó có những cái yếu tố rung lắc đúng không ạ một giờ này con dg này hay là con đất xanh này, đấy trong khoảng một giờ này nó tạo ra những yếu tố rung lắc đóng cửa thấp nhất phiên đúng không nó vận động vùng thấp nhất trong cái phiên ngày hôm đó thì bắt đầu xem gì thị trường cân bằng đấy, thị trường cân bằng các cổ phiếu này bắt đầu nó tạo ra những cái sự hồi phục ha hay là tiếp theo là cái nhóm ngành chứng khoán này gì thấy cts lúc đó cũng tương tự như thế đúng không ạ nó tạo ra những cái, cái 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 điểm thấp nhất trong phiên tạo ra, những hiệu ứng tâm lý này cts này fts tương tự này cuối phiên nó bắt đầu nó nó giật tăng trở lại là hai phần trăm đúng không ạ có nghĩa là phiên gọi là đây này, này, này một giờ nè đó là khi mà những cái gọi là cái tin tức nó lan truyền cả buổi trưa thì bắt buổi chiều nó có những cái sự phản ứng đúng rồi nhưng mà các bạn chắc cái phản ứng so với cái độ rộng của thị trường á anh chị bình quan sát qua thì nó không có nhiều hay nên là khi mà nó hồi phục trở lại thì nó hồi phục một cách nó tương đối tốt trong cái cái phiên ngày thứ sáu vừa qua ha thì nên là em cũng có nói trong cái room khách hàng của mình rồi á là với một cái mức độ thanh khoản và cái tốc độ này á thì cơ bản là rung lắc nó đơn thuần nó cuối phiên nó sẽ bắt đầu nó có những cái lực độ hồi phục trở lại ha thì đấy là anh chị thấy là giống như là cái nhóm ngành chứng khoán này mà anh bắt đầu nó hồi phục này là các nhóm ngành bất động sản anh chị thấy con BDR này đấy bắt đầu nó có những cái dấu hiệu hồi phục đấy hôm trước mình có nói với anh chị mình đó là dòng bất động sản là những con này nó sẽ là những con nó hồi phục đầu tiên tại vì sao anh chị tại vì xu hướng nó phân kỳ về giá đúng không anh đáy nó liên tục nó nâng anh chị thấy không đáy đáy nâng một đáy hai đáy này ba đáy này test ba lần test cung như thế này bùng nổ này hôm trước cũng có nói với anh chị mình á là đối với nhóm ngành bất động sản anh chị mình muốn đánh á thì đánh những con con BDR này đáy cứ gọi là cân bằng siết biên test cung cái là đánh bùng nổ đúng không ạ hay là những con như mà còn kháng riêng này nói anh chị thấy không test ba đáy này bắt đầu bùng nổ đúng không ạ nó gây gọi là nó giam tải đi những cái áp lực hay là những con phía sau anh chị thấy con đạt phương này khả năng bùng nổ rất là cao đấy Đa đặc phương này test 3 đấy bắt đầu cân bằng khả năng bùng nổ vào tuần sau rất là cao đánh những cái chiến lược như thế này là để dành cho những anh chị mình gọi là đánh ngắn đúng rồi chứ còn bản chất đánh sống thì nó sẽ chưa gọi là những con này nó khó tạo sống lắm tại vì dòng bất động sản nó đang phân kỳ nó đang phân hóa đúng à đấy nên nhưng mà nó sẽ có những cái chiến lược nó hồi phục ngắn hay là những con như con hdc nè đấy những bất động sản này thì khả năng hồi phục ngắn rất là cao khả năng bùng nổ trong tuần sau họ để mà tại đây những cái điểm rắc đi lên đó, rất là cao ha gọi là rất uh, hồi phục thôi chứ còn bản chất chưa vào rất uh, gọi là chưa vào những cái điểm sống đâu nên là lát nữa em sẽ phân tích với anh chị mình đó, là chiến lược đánh ngắn thì đánh như thế nào chiến lược đánh dài đánh sống thì đánh như thế nào trong một cái bối cảnh thị trường của thời điểm hiện tại ha nói thì anh chị mình thấy là trong cái phiên giao dịch ngày hôm trước em cũng uh, gọi là ngày uh, ngày hôm thứ sáu thì em cũng có đề cập với chị mình trong cái rung khách hàng thì hiện tại thị trường vận động vẫn vận động trong cái biên rung lắc vùng 1150 cộng trừ 10 điểm chưa có dấu hiệu rắc hay là chưa có dấu hiệu mở biên giảm trở lại yếu tố giao dịch ngày hôm qua chủ đạo đến từ nhóm ngành chứng khoán và các mã cổ phiếu nó chưa hồi phục giống như là bất động sản nó có một cái pha hồi thì các mã cổ phiếu với lại biên trên trong một cái nhịp xuân nên là gặp áp lực trong gọi là áp lực kháng cự quanh cái ngưỡng này là điều bình thường hai phiên vừa qua không tốt cũng không xấu nhìn chung là một cái nhịp rung lắc đơn thuần thì với cái thanh khoản ở mức thấp á, thì cái vùng hiện tại vẫn cho thấy cái thị trường của chúng ta đang thiếu dòng tiền để mà tạo ra những cái nhịp rắc hướng lên thì hiện tại các chiến lược hành động vẫn quanh gọi là vẫn các phiên vừa qua vẫn chưa thay đổi tập trung các mã các dòng có khả năng tạo sóng giữ nhịp tốt xu hướng đoạn vừa qua giống như là dầu khí này giống như ngân hàng này hay là giống như khu nghiệp này ha thì các chiến lược đánh dòng á mã xu hướng đang đáy tốt thị trường vẫn ưu tiên cho những cái chiến lược chọn lọc giải ngân với một cái tỷ trọng mà. vì thế chờ dòng tiền xu hướng để mà mình đánh gia tăng nay chú thêm vào cổ phiếu msb này, đấy thì hành động phù hợp thì em sẽ cập nhật với anh chị mình trong phiên. ha thì hôm qua này, đã khoảng chín rưỡi này, lúc đó thị trường của chúng ta có những cái yếu tố mở gác đúng không ạ? Thì, uh, thì tối hôm qua, đã, đã, đã chỉ số đô la bắt đầu tăng hồi trở lại. Các chỉ số thế giới phản ứng với những cái việc mà Mỹ công bố CPI cũng đâu đó là rung lắc nhẹ. thì uh, sáng nay thị trường của chúng ta có một cái mức mở gáp theo tâm lý và các uh, chỉ số thế giới cũng uh, áp lực từ về mặt cuối phiên ngày hôm qua thì sáng ra mở một cái gáp 7 điểm trường hợp mà thanh còn ở mức thấp á, thì cơ bản diễn biến rung lắc trong một cái phạm vi một một năm mươi cộng điểm nếu mà tầm khoảng 10 giờ 10 giờ 30 đến 1 giờ này thanh còn bắt đầu nó tăng lên tốc độ giao dịch nó đẩy lên cao á, thì khả năng nó sẽ mở biên giảm lúc đó là hành động là hai tỷ trọng còn nếu mà thanh còn tốc độ chậm á, thì biên này rung lắc là đơn thuần ha thì hiện tại thanh còn ở mức thấp 700 tỷ so với 900 tỷ ngày hôm qua tốc độ cũng không cao nên là cứ thôi theo dõi chút để mà gọi là tại để mà khi mà thị trường của chúng ta nó bắt đầu nó cân bằng trở lại ha thì chị mình nhìn qua cái yếu tố thanh khoản này còn đâu đó là còn 90 giờ này là có nghĩa là thanh còn nó không bị bung lên có nghĩa là cái áp lực nó không bị lan tỏ ra đúng không ạ nó cơ bản nó rung lắc theo những cái yếu tố tâm lý thôi thì nhìn chung là phiên này là một phiên gọi là cái phiên rung lắc đơn thuần và sau đó nó còn có những cái trạng thái hồi phục có nghĩa là nó nó chưa tốt cũng chưa xấu nhưng mà cái bản chất nó là đang có được những cái lực đỏ và nó đang có được những cái sự len lỏi của những cái dòng tiền vào các nhóm ngành để mà nó tạo tiền đề cho những điểm rắc hướng lên tiếp theo đối với cái yếu tố thị trường của chúng ta Hà đấy nên là trong những cái phiên vừa qua em cũng có những cái chiến lược giải ngân vẫn xoay quanh ba cái dòng chủ đạo là đầu tiên là cái dòng dầu khí đúng không ạ cái dòng thứ hai chính là dòng ngân hàng và cái dòng thứ ba là cái dòng khu nghiệp có nghĩa là em tập trung ưu tiên cho những cái dòng nó có khả năng nó tạo ra những cái cơn sóng đúng là có nghĩa là thị trường của chúng ta trong giai đoạn này này là một cái động đoạn nó cân bằng thì anh chị mình đừng đòi hỏi những cái cái dòng nó liên lên liên tục đúng là đừng có đòi hỏi thị trường của chúng ta nó sẽ tạo sóng dòng mà nó sẽ chỉ tạo được một vài cái mã cổ phiếu nó tạo ra những cái xu hướng dẫn dắt những cái xu hướng leader những cái xu hướng để mà nó níu giữ cái dòng tiền trở lại đúng không ạ có nghĩa là một cái dòng của nó nó chỉ có một hai mã cổ phiếu là nó nổi trội lên còn các mã cổ phiếu còn lại nó nó gọi là nó vẫn giữ xu hướng nhưng mà để mà nó bắt đi lên á, thì nó sẽ cần có những cái sự đồng thuận của thị trường nên là trong những cái chiến lược này em cũng có đề ra trong cái room khách hàng của mình á là vẫn ưu tiên cái việc mà mình giải ngân mình vẫn giải ngân ưu ừ, nhưng mà ưu tiên cho những cái cổ phiếu nó có khả năng nó tạo sóng có nghĩa là sao có nghĩa là khi mà thị trường đông phe hướng lên này thì những cái cổ nhóm ngành đó nó sẽ là những cái nhóm ngành nó có khả năng dẫn dắt cao nhất Đấy thì hiện tại bây giờ em tập trung cho những cái nhóm ngành. Đầu tiên là dầu khí này, như thấy BVD này. nãy BVD này chị không? Nó vẫn gọi là thị trường, gọi là thị trường của chúng ta nó gọi là nó điều chỉnh giảm, đúng không ạ? Đấy sau thấp hơn này trước, nhưng mà nó có rất nhiều phân kỳ. Đấy bắt đầu nó bước đỉnh trước này, dòng tiền vào trước này. Hàng về nó vẫn chấp nhận hấp thụ tốt. Đây là những con leader, đúng không ạ? Hay là những con BVS này cũng bắt đầu sao gì? Bắt đầu nó tạo ra những cái trạng thái nó vượt đến mọi thời đại của nó vùng giá 40 đúng không à, ạ khi mà nó vượt đến mọi thời đại rồi á thì nó không còn những cái kháng cự nào vùng bên trên nữa ha à, nhưng mà cái phiên thứ sáu vừa qua thanh còn nó hơi yếu một chút nên thường có thể nó sẽ tạo ra những biên rung lắc hoặc là nó cần có một cái dòng tiền kích hoạt một cách mạnh mẽ hơn ha à, nhưng mà về mặt xu hướng là sao anh chị vẫn là một cái xu hướng tăng đúng không à, ạ dòng nó vẫn đang phản ứng tốt hay những con BVC này anh chị đúng không à, có nghĩa là sao có nghĩa là cổ phiếu này sao anh chị bắt đầu nó tạo ra những cái trạng thái điểm mo dòng tiền mở biên trở lại đúng không ạ thì hôm trước cũng có trong cập nhật trong đúng khách hàng của mình đó là mua cái này của bvc này hàng về vẫn đang lại rất là tốt đúng không ạ bắt đầu dòng tiền mở biên lên thì trước mắt kỳ vọng nó về lại biên này đúng không ạ các cổ phiếu kia nó dẫn dắt tiếp tục thì những con này nó vẫn sẽ tiếp tục nó tạo ra những cái yếu tố nó đi lên ha, hay là nhóm ngành khu công nghiệp hay là đối với cái cái nhóm ngành khu công nghiệp khu công nghiệp là có những con những con idc này đấy idc này là những con thuộc dạng những cái cổ phiếu dẫn dắt đúng không em cũng có nói với chị mình trong những cái vi, gọi là cái video vừa qua là trong cả một cái chu kỳ vừa qua nó hầu như đối với cái yếu tố thị trường á nó vẫn đang là một cái chu kỳ tăng lên đúng không và kể cả tới kể từ cái giai đoạn mà thị trường ta tạo ra những cái điểm gọi là điểm điều chỉnh của cái phiên 55 điểm thì cổ phiếu này sao chị cổ phiếu này nó có xu hướng nó nâng đấy. đúng không ạ cái nghe bản chắc là sao gì chị nó đang bị phân kỳ về giá so với cái yếu tố thị trường thì thường những con nâng đáy là anh chị mình thấy khi mà cái thị trường chỉ cần nó ổn định thôi thì những con này nó đã đánh trước rồi đúng không nó tạo ra những cái xu hướng dẫn dắt vì khi mà nhìn qua cái dòng của nó SJC đúng không bắt đầu hồi phục rất là tốt với lại gần đỉnh cũ hay là VGC này vượt đỉnh rồi đúng không vượt đỉnh này đấy đúng không đó cứ tạo ra một cái phiên gọi là cái phiên cái nhịp vượt đỉnh đó đấy, đi lên tà tài vượt đỉnh hay là tiếp theo KBC đấy đúng mà KPC bắt đầu mở biên nói bắt đầu xem gì nói tạo ra những cái bộ hình vai đầu vai ngược vụ bỏ này kiệt uh, gọi là cân bằng kiệt cung này đúng không à? dòng tiền mua chạy vào đấy thì trong cái phiên thứ sáu vừa qua vẫn tiếp tục em dây ngân mà những cái nhóm ngành uh, khu công nghiệp là KPC tiếp tục đúng không à? có nghĩa là trong những cái giai đoạn này thì vẫn ưu tiên khi mà cái thị trường của chúng ta tạo ra những cái điểm xác nhận á thì những cái dòng này nó mới có khả năng nó tạo sống được đúng à lưu ý ha ha đối với những ngành ngân hàng em có đề cập với anh chị mình này vb bank này nó cứ liên tục nó tăng thôi nó tăng gọi là nè. mỗi phim nó tăng vài like nhưng mà nó tăng trong vòng 5 phim rồi đúng à hôm trước có nói với anh chị mình đó con này cũng tương tự như thế này anh chị thấy không xu hướng của nó là sao chị xu hướng nâng đáy trong một gọi là phân kỳ về giá đấy xu hướng nâng đáy trong một cái bối cảnh thị trường điều chỉnh giảm đúng à đấy là sẽ là những con nó đang thể hiện cho những cái lực đỡ của thị trường thì trước mắt 22.5 vượt 22.5 nó vào và xu hướng tiếp tục ha thì hôm trước có đề cập với anh chị mình đó là phiên này là phiên giải ngân đối với mạng cổ phiếu của VBank đúng không ạ quanh giá 21 đây nè ưu tiên cho những anh chị nào ưa thích nhóm ngành ngân hàng nói ưa thích những cái sự an toàn đúng không còn không thì mình linh hoạt mình chọn những cái nhóm ngành nó có một cái độ beta những cái gọi là cái 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 cái, cái, cái mức độ biến động nó cao hơn chính là những ngành dầu khí chính là nhóm ngành khu nghiệp Hai còn lát nữa em sẽ nói với anh chị mình về cái nhóm ngành chứng khoán à, chứng khoán á thì hiện tại đem đánh giá với anh chị mình nó là cả chu kỳ vừa qua nó vẫn là một cái nhịp dẫn dắt đúng không đến hiện tại nó vẫn là những cái nhóm ngành nó có chu kỳ nó vẫn giữ được cái xu hướng của nó nhưng mà sao vậy trong một cái xu hướng nó có nhiều nhịp ha à, có nghĩa là có thể là cái nhịp này nó sẽ cần có khoảng thời gian để mà nó cân bằng gọi là cân bằng trở lại để mà nó tích lũy cho một cái dư địa phía sau tiếp tục cho những cái dư địa cuối năm đúng không nhưng mà trong những cái bối cảnh như thế thì bắt buộc nó có những cái phải nếu mà tạo sóng nó phải có những cái dòng khác để mà nó thay thế cho thị trường ha à, hay là tiếp theo những con như con mbb này anh nhìn thấy không những con này này vai đầu vai ngược này bắt đầu nó tạo ra những cái yếu tố sao gì được gọi là cái sự hỗ trợ cái cái lực hỗ trợ cổ phiếu nó giữ nhịp được cho những cái vùng hỗ trợ ha thị trường gọi là hạ đấy này nhưng mà con này nó vẫn giữ nhịp được đúng không ạ bắt đầu xem chị nó tạo ra những yếu tố test cung cạn cung như này khả năng bùng nổ vào những cái biên trên rất là cao đấy thì mbb những cái giai đoạn này cũng có giải ngân đúng không ạ giải ngân để mà chờ đợi những cái điểm bùng nổ ngắn thì 19.5 Đấy, nếu khỏe nếu mạnh đó, thì sao chị về lại những cái vùng đỉnh cụ của nó nó trong một cái xuống dài hơi hơn một chút ha hay là những con như con MSB này dòng ngân hàng em đánh giá là khả năng bùng nổ rất là cao mà khi ngân hàng bùng nổ thì sao gì thì nó sẽ kéo theo những cái điểm số cái chỉ số của thị trường của chúng ta ha nhìn là chị mình thấy MSB này cũng tương tự đúng không à? ạ giữ nhịp được đấy nè bắt đầu kia cung này chỉ cần một cái dòng tiền kích hoạt thôi về lại biên trên ngay đó là những cái biên độ giao dịch swing của nó đúng không à? ạ rồi tiếp theo qua cái dòng anh nhìn thấy dòng chứng khoán này đó, FTS bắt đầu nó vượt đỉnh Nhưng mà đối với những cái sự vượt đỉnh mà Gọi là cái thanh còn nó lớn á Thì mình đánh giá cái dư địa đi nó sẽ không cao Có nghĩa là dư địa để mà nó tạo sóng nó sẽ không cao Đúng không ạ? Để mà tốt nhất là nó nên tích tái tích lũy trở lại một cái khoảng thời gian Nó giống với năm 2021 của nó vậy Đúng không ạ? Tái tích lũy một thời gian tạo ra những cái vùng kiệt thanh còn Đấy, thì có thể trong những cái giai đoạn tích lũy của nó giai đoạn tạo ra những cái vùng kiệt thanh còn của nó thì nó sẽ có những cái nhóm ngành khác thay thế để mà nó tạo ra những cái sự dần dắt cho cái yếu tố thị trường hay là cái MBS này nó về lại những cái vùng nền biên trên của thanh còn lớn như này là không có điểm mua nào đâu nha anh chị đấy, không có điểm mua đâu nên là nếu mà tốt nhất á, thì sao gì thì nó nên tái tích lũy trở lại tạo ra những vùng kiệt cung thì giai đoạn sau dư địa của nó nó dẫn dắt một cách nó xa hơn ha và những cái câu chuyện từ giờ đến cuối năm hay là qua năm sau nó vẫn còn có những cái yếu tố nó hấp dẫn ha đấy thì đấy là một số cái điểm nhấn rồi tiếp theo quay trở lại với những cái yếu tố thị trường của chúng ta thì cái xu hướng tuần tới á, với những cái nhịp rung lắc và nó đỡ cung cái thời gian qua thì tốt nhất em đánh giá với chị mình tốt nhất là nó đừng nên mở biên trở lại có nghĩa là sao nó đang đỡ tốt nó đang có những cái điểm môi tốt của vào những cái nhóm ngành mà nó nó nó, nó có những cái, cái 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 khả năng nó tạo ra sóng đúng không giống như là dầu khí giống như là khu nghiệp giống như là ngân hàng đúng không ạ đấy thì nó nên tốt nhất là trong những cái phiên sắp tới nó sẽ bùng nổ luôn nghĩa trong tuần sau nó tạo ra một cái xu hướng bùng nổ luôn hai chứ nó đừng gọi là đừng nên mở biên trở lại nữa thì mình đánh giá nếu mà cái trường hợp mở biên trở lại á nó thùng khỏi vùng 1138 mà cái thanh khoản nó được đẩy lên cao á tốc độ giao dịch nó lớn á thì cái vùng này em đánh giá 10 200 đồng sẽ thủng ha còn như với cái xác suất này thì mình đánh giá không cao tại vì sao anh chị tại vì hiện tại bây giờ trên thị trường nó cũng đã có những cái yếu tố gọi là có những cái dòng nó thu hút được dòng tiền nó giữ nhịp được cho cái chỉ số của chúng ta lưu ý về cái vấn đề này ha và đối với những cái cái giai đoạn sắp tới đó, thì nó nên đánh rắc luôn có nghĩa là trong tuần sau nên đánh rắc luôn Đấy vượt khỏi 1160 một, một, thanh khoản cỡ 20 đến 25 nghìn tỷ thì đánh giá với chị mình nó sẽ tạo ra một cái xu hướng gọi là xu hướng cái nhịp hồi đối với thị trường là một cái nhịp hồi phục về lại cái gáp trước khoảng một một, à, một 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 nghìn hai trăm đối với yếu tố thị trường ha và trong những cái gọi là mà mà đối với một cái trường hợp nữa là cái thị trường nó cứ giao dịch với một cái thanh còn thấp như này á thì cái biên độ nó vẫn rung lắc thôi và các cổ phiếu nó sẽ bị nó bị phân hóa trong giai đoạn này ha có thể nó sẽ linh sinh có thể nó sẽ tái lại và nó cần một phiên mở biên rắc khỏi vùng 1160 thanh khoản cỡ 20 đến 25 nghìn tỷ thì thị trường của chúng ta nó sẽ vào trend và cái sóng dòng nó sẽ vào một cái nhịp mới hướng về những cái vùng gáp đối với thị trường là 1120 và đoạn 1200 ha đấy là cái yếu tố thị trường và cái đoạn này em vẫn cập nhật với chị mình á là tập trung ba cái dòng cái dòng một á, là nhóm ngành dầu khí hai là nhóm ngành công nghiệp và ba là cái nhóm ngành ngân hàng ha thì cái dầu khí nè và công nghiệp á thì chị mình thấy đã có những cái con leader đúng không ạ dầu khí leader á là con bvd đúng không ạ đó là những cái nhóm ngành gọi là nó thứ nhất á, là nó có dòng leader có con leader cái thứ hai là cái dòng của nó nó được bổ trợ có nghĩa là không có cái mẹ cổ phiếu nào trong dòng á nó bị gãy xu hướng đúng ạ? có nghĩa là nó vẫn giữ được xu hướng và bắt đầu nó có những cái sự lan tỏa đối với cái nhóm ngành đầu tiên là nhóm ngành dầu khí, đúng không ạ? nhóm ngành khu nghiệp là có mã cổ phiếu của IDC, đúng ạ? nó đang dẫn dắt trong một cái chu kỳ của nó và anh chị mình thấy nhìn qua những cái cái mã cổ phiếu khác trong cái dòng, nhìn chị mình thấy là VGC này, Đấy, KBC bắt đầu mở biên này, GVR bắt đầu mở biên lên này, đúng ạ? BHR này bắt đầu mở biên lên này, đúng ạ? có nghĩa là sao? có nghĩa là hay là SJC này đã hồi phục về lại định cũ này, có nghĩa là sao có nghĩa là những cái mã cổ phiếu trong cái dòng của nó nó đang được có những cái tín hiệu hỗ trợ để mà nó hình thành nên cho một cái cơn nhận dắt gọi là tạo ra một cái cơn sóng dòng à, đó là hai cái dòng nó đang có những cái gọi là cái mã leader cũng như là cái dòng tiền và cái dòng thứ ba còn vì sao mà em đề cập với chị mình là nhóm ngành ngân hàng thì trong những cái thời điểm hiện tại thì chị mình thấy á, là đối với những cái yếu tố của thị trường có nghĩa là một cái nhóm ngành mà nó tạo ra được những cái sức hút nó tạo ra được những cái cái mức độ ảnh hưởng một cái vốn hóa lớn thì anh chị mình thấy này là trong đó chỉ có là ngân hàng chứng khoán và bất động sản đúng ạ là những cái nhóm ngành nó có những cái sự tác động đối với thị trường đúng ạ nhưng mà anh chị mình nhìn qua nhóm mình bất động sản anh chị thấy sự phân hóa có chỉ có BDR này nó tăng này đúng ạ KDH thì nếu bên sao gì mở biên nhưng mà bản chất sao gì nó vẫn đang trong một cái nhịp tết định đúng ạ còn những cái cổ phiếu khác anh chị thấy nhìn qua cái dòng của nó này đất chưa cân bằng này đất xanh chưa cân bằng này đúng không ạ nên là cái khả năng để mà cái dòng này nó tạo sóng gần giác á nó sẽ khó có nghĩa là nó sẽ có thể nó sẽ tạo ra một điểm hồi nhưng mà tạo sóng là nó sẽ chưa cái đối với cái nhóm ngành thứ hai là nhóm ngành chứng khoán anh chị thấy mbs này bắt đầu sang gì bung thanh khoản về lại biên trên có nghĩa là em kỳ vọng những con này nó tạo ra một cái biên độ swing thôi cái biên trên biên dưới nó đi nó giống với cái thời điểm này nó nó giống với cái thời điểm năm 2021 này nó nó tạo ra những điểm biên swing này đúng không ạ nó tạo ra một điểm biên swing này đó, thì thanh con lớn thanh con lớn này đó, đến một cái giai đoạn bắt đầu nó kiết thanh con như thế này này siết chặt biên độ dòng tiền mở biên lên dẫn dắt tiếp một cái chu kỳ nữa đúng không ạ giai đoạn này nó giống với giai đoạn này thôi có nghĩa là có thể hồi phục nếu mà, nhưng mà nếu mà thanh còn lớn đó, thì thường nó sẽ cần cái khoảng thời gian để mà nó tạo ra một cái vùng kia cung như thế này này nó tiêu hóa đi những cái lượng hàng những cái lượng hàng của cái nhịp vừa rồi cũng như là để mà nó tạo ra những cái cái nền tảng những cái mức giá cân bằng để mà các dòng tiền mới nó quay trở lại nó tạo ra những cái dư địa mới ha à, và cái dòng chứng khoán mình sẽ cũng sẽ không bỏ qua đâu nhưng mà cái nhịp này á thì mình đánh giá là nó sẽ khó dòng nhắc tiếp nó cần thời gian để mà nó cân bằng trở lại ha à, những việc cũng fts đi chẳng hạn anh à, nhìn thấy là thanh còn nó bị bung thì thường cái nó bung mà nó đi lên á nó cũng sẽ đi lên không xa nha anh chị à, mặc dù nó có rất là nhiều những cái câu chuyện hấp dẫn nhưng mà đối với từng cái nhịp độ có trong một cái chu kỳ vừa qua thì hiện tại nó vẫn đang là một cái cổ phiếu nó có xu hướng đúng không ạ nó dẫn dắt cho cả một cái chu kỳ từ đầu đến giờ nhưng mà trong mọi cái chu kỳ nó sẽ có từng nhịp đúng không anh chị thấy nè nhịp này nó tăng đúng không sau đó nó trận lại sau đó tăng một nhịp sau đó chẳng lại sau đó tăng một nhịp sau đó nó chậm lại đúng không ạ thì thương em kỳ vọng những cái đó giờ này bắt đầu nó chậm lại để mà nó nó tốt nhất nó nên nó chứng lại để mà chi để mà hình thành nên cho những cái dư địa tiếp tục à, nên là đối với cái nhóm mình chứng khoán em vẫn đánh giá với anh chị mình á xu hướng thì nó giữ nhưng mà để mà dẫn dắt tiếp thì nó sẽ khó nó nên tích lũy trở lại ha tái tích lũy trở lại giữ nhiệt biên trên tạo ra những cái vùng kiệt cung ha thì anh chị mình thấy này bất động sản thì không nhận được đúng không ạ phân hóa chứng khoán cũng gọi là khó nhận thì chỉ có nhóm ngành ngân hàng đúng không ạ và nhóm ngành ngân hàng là nhóm ngành nó tác động được về mặt chỉ số cũng như là tác động được về mặt thanh khoản đúng không thì anh chị mình thấy ngân hàng này, những cái mã cổ phiếu giống như là vi đúng không ạ như vừa qua này gì không xu hướng đang đẩy anh chị thấy có khác gì adc đâu đúng không ạ adc này đấy xuống năng 3 đấy bắt đầu dòng tiền kích kích hoạt vào đúng không nhịp đầu nó lên từ này về lại biên trên chị thấy bắt đầu kích hoạt dòng tiền vào anh mở biên ha anh chị thấy vi ban này đấy thì đây chính là những cái chiến lược em có đưa ra cho anh chị mình đánh giá đó là à, à, này quanh lấy quanh 21 này đúng không hiện tại bây giờ lên lại vườn trên có nghĩa là những con này nó cứ bò bò nó lên bắt đầu dòng tiền môi chai môi chai vào cầm một điểm kích hoạt đúng không thì những con này vượt qua cái vùng à, 22.5 nó sẽ là tạo ra những điểm dần dắt đúng không anh chị thấy nhìn qua các mà cổ phiếu khác MB Đấy MB bắt đầu gì? Bắt đầu cân bằng rồi kỳ vào xanh gì? Ngắn ngày thì ít nhất nó phải lên vùng giá 19.5 Đúng ạ? À? Dòng vào sóng thì bước lông giá 19.5 vào sóng tiếp tục Đúng ạ? À? Bắt đầu nó tạo ra những cái yếu tố cân bằng này Về lại biên dưới này thì họ phục bên trên Trước mắt đúng ạ? À? Thanh còn kiếp thanh khoản Đó là những cái điểm vụ bỏ này Kiếp thanh khoản bắt đầu dòng tiền mò chài này Đấy, Dùng Dòng tiền giữ biên tết cung như này khả năng bùng nổ rất là cao đúng không? À? mà khi nó bùng nổ thì nó sẽ kéo chỉ số được chạy thị trường của chúng ta. Ha, hay là anh chị thấy mà cổ phiếu tiếp tục là Vietcombank, đúng không? À? Vietcombank tạo ra những điểm swing này, bắt đầu sẽ gì sau những điểm swing này cổ phiếu nó hồi phục trở lại được cân bằng giữ nhịp như này khả năng gọi là khả năng bùng nổ để mà kéo chỉ số rất là cao đúng không anh là chị thấy BIDV BIDV là sau những cái điểm gọi là điểm rung dũ bắt đầu sao gì nó có cái thiên ngưỡng nó cân bằng test cùng như này khả năng bùng nổ rất là cao để mà sao gì trước mắt nó sẽ có những nhịp bùng nổ để mà nó xác nhận là nó bùng nổ nó phủ lên lại cái phiên giảm này cái phiên dũ này cái phiên này là phiên dũ bỏ chứ không phải phiên phân phối nha anh chị nhìn thấy cái thanh còn rất là bé này lưu ý anh chị thấy giống idc nè thì không lúc bán ra lúc nó vụ á gì thấy tăng còn nó bé tí à đúng à Đấy, tương tự như thế là bid nè Đấy không đây là vụ bò nhưng mà để mà xác định cho một cái nhiệm vụ xong á vụ gọi là xác nhận vụ xong á thì sao gì bắt buộc nó phải phú định lại cái phiên này Đấy, bắt đầu cân bằng trở lại thì trước mắt đó anh chị khả năng bùng nổ khả năng mà hồi phục trở lại trong những cái phiên sắp tới là cao đúng không à? hay là anh chị mình thấy những con như con msb nè đúng không à? bắt đầu xuống nâng đây lên càng cung lên như này thì trước mắt sao gì về lại biên trên có nghĩa là nhóm ngành ngân hàng là cái nhóm ngành em kỳ vọng để mà nó tạo ra một cái điểm kích cho cái thị trường của chúng ta nghĩa là nếu mà anh chị mình đặt cước vào cái thị trường của ta bứt thoát khỏi vùng một một sáu mươi tiếng về lại vùng một nghìn hai trăm thì sao gì thì mình nên đặt cược thì gọi là lúc đó nó sẽ có những cái sự đóng góp của nhóm ngành ngân hàng lưu ý ha ngân hàng nó vừa đóng góp về mặt chỉ số vừa đóng góp về mặt thanh khoản đấy ngoài ra nó đang có được hai cái dòng là dòng dầu khí và cái dòng khu công nghiệp để mà nó tạo ra những cái sức gốc cái điểm môi chài của dòng tiền trước tiên ha đó là cái yếu tố thị trường và cái hành động trong giai đoạn này đối với nhà đầu tư cái thứ nhất như lúc đầu video chia sẻ với anh chị mình là sẽ phân gọi là phân loại ra anh chị mình đánh trend, đánh theo sóng dòng và anh chị mình đánh ngắn ha đối với những nhà đầu tư mình đánh trên mình sẽ ưu tiên lựa chọn các nhóm ngành trong những cái giai đoạn vừa qua nó giữ nhịp được nó giữ xu hướng đúng không à? ạ trong đó có ba cái dòng mà em có đề cập với anh chị mình một là dầu khí hai là khu nghiệp và ba là nhóm ngành ngân hàng thì để mà anh chị mình giải ngân dần đúng không à? ạ thì các nhóm đó gọi là nó có khả năng khi mà sao anh chị những cái nhóm ngành nào nó phải có khả năng cao nhất khi mà thị trường chẳng gọi là nếu mà trường hợp nó có một cái phiên mở biên nó xác nhận đi chẳng hạn đông phải hướng lên đi chẳng hạn thì ba cái nhóm ngành đó là nhóm ngành nó có khả năng nó dẫn dắt và nó tạo sóng nhất Đúng à mình phải lưu ý tới ha, là gọi là trong thời điểm này này là mình bắt đầu mình chọn lọc mình vậy ngân Đúng ạ, đấy ngăn ưu tiên cho những cái cổ phiếu mà nó gọi là nó nó có xu hướng của ngành, đúng không à, Nó có khả năng nó tạo sóng, đúng không à, ạ? Thì khi mà thị trường của chúng ta đồng phai hướng lên thì thời điểm đó là thời điểm anh chị mình đánh gia tăng. À nó tương giống như cái nhịp này đi chẳng hạn. Nó giống với nhịp này đi chẳng hạn. Những cái nhịp trước đây đi chẳng hạn. Uh... đây nó giống như với những cái điểm trước đây đi chẳng hạn cái là thị trường mở biên đúng không bắt đầu cân bằng cân bằng này Đấy, vùng kiệt thanh khoản là gọi là cái dòng nào mà nó cân bằng được á anh chị mình cứ dạy ngân đúng không đến một cái lúc bắt đầu nó mở biên hướng lên này tạo ra những cái đoạn đồng phai đi lên này thì sao anh chị thì nó sẽ xuất hiện những cái dòng nhận nhắc thời điểm đó anh chị mình đánh gia tăng còn thời điểm này mình lấy vị thế đúng không đối với những cái dòng nó có khả năng tạo trend ha khi mà mở biên lên thì nó sao anh chị cái sóng dòng nó sẽ xuất hiện đúng không ha đấy là cái yếu tố đối với nhà đầu tư đánh trend thì anh chị mình lưu ý ba cái dòng dầu khí khu nghiệp và nhóm ngành ngân hàng ha còn nhóm ngành chứng khoán em sẽ có thể em sẽ để ý lại cho những cái nhịp sau còn nhịp này thì em đánh giá với chị mình á khả năng tạo sóng dần nhắc tiếp tục thì nó sẽ khó và nó nên và nó cũng sẽ nó sẽ còn có khoảng thời gian tái tích lũy trở lại ha đấy là đối với nhà tư mình đánh theo những cái xu hướng sóng dòng rồi tiếp theo đối với những nhà tư mình đánh theo những cái trạng thái đánh ngắn thì thứ nhất là mình phải chọn được những cái cổ phiếu nó có độ beta cao có nghĩa là cái độ biến thiên theo cái thị trường nó cao hơn gọi là cái độ biến động nó cao hơn thị trường cái là khi thị trường của chúng ta tăng 3 điểm này là còn là 0,27% này thì các cổ phiếu đó nó tăng phải 3%, 5% đúng là thậm chí tăng trần đấy là những cái cổ phiếu nó có độ beta cao nó có tính nhảy sóng nó có tính đầu cơ khi mà thị trường của chúng ta nó 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 hồi phục đúng không ạ là cái thứ nhất cái thứ hai á là những cái cổ phiếu trong giai đoạn vừa qua nó bị mở biên thì ít nhất nó phải test trở lại ba đấy đúng ạ à, test ba đấy hoặc là nó tạo ra những cái mô hình vai đầu vai thì em có đề cập với anh chị mình đấy là những cái cổ phiếu gọi là mua khi cổ phiếu nó trước khi nổ vì là test ba đấy càng gọi là càng cung xuất hiện một viên test cung anh chị mình vô mua đừng đợi nổ trong giai đoạn này mới mua đấy là những cái chiến lược ngắn ngắn giống như là con bdr đi chẳng hạn đấy giống ngành à, bất động sản có đề cập với anh chị mình đấy test ba đấy thậm chí 4 đấy luôn này đấy xuất hiện khi mà xuất hiện những phiên test cung như thế này này lao vào mua đúng không à. chứ đừng đợi phiên nổ như này vào mua thì nó gọi là nó về lại những vùng đỉnh cũ hết rồi đúng không à. cứ test cung như này test kia cung như này và la vào mua vì ba đấy này xuống đăng đấy là càng tốt đúng không à. hay là những con như con uh, kdh đi chẳng hạn đấy đúng không à. test test ba đấy liên tục test cung cứ vào mua đấy test cung như này cứ vào mua đúng vào mua trước đã ngày hôm nay bùng nổ đúng mà chứ đừng đợi nổ đâu mới mua đúng không à. hay là những cái con này nữa anh chị ss này hôm trước có nói với anh chị mình đấy cứ test cung như này này anh chị mình cứ vào mua À, tết một đấy này hai đấy này ba đấy này đúng không à, cứ ba đấy vào mua đấy và ngày mai một nổ lên giá 19 chín hai mươi là những cái điểm chốt ngắn đối với những nhà tư mình đánh ngắn đúng không à, bùng nổ lên là chốt đấy lưu ý ha à, tiếp theo những cái mã cổ phiếu khác giống như, như là khả năng à, tăng tiếp là đặc phương đây, đúng không ạ à. Tết ba đáy này chưa bùng nổ nhưng mà với những cái xuống này là khả năng bùng nổ vào tuần sau rất là cao. Nhưng mà nổi lên cái khoảng 42 44 là là chốt lại, chốt ngắn gọi là cái kỳ vọng ngắn thôi. Mình đánh ngắn á, là những con hiện tại mà mình chọn đánh ngắn á, là nó sẽ khó tạo trend nha anh chị. Có nghĩa là biên rơi trong giai đoạn vừa qua nó lớn. Đúng rồi, đúng ạ, à? nên là để mà nó khó tạo trend nhưng mà nó đánh á, thì chỉ kỳ vọng đánh hồi phục thôi. 500, 700, 10 trăm Có nghĩa là hồi phục khoảng 1,5 đến 2 phiên là anh chị mình bán rồi. Lưu ý là những con giống như là con uh, hút nè ái hút này, siết biên như thế này, tết cung như thế này khả năng bùng nổ vào tuần sau rất là cao. Đúng không? Chọn những con này đánh. Đấy tại nên nè, cứ đánh vào. Đúng không? Bùng nổ lên chị mình bán ra. Đúng không? Bùng nổ khoảng 1,5 đến 2 viên, chị mình bán ra. Đúng không? Chứ đừng đợi nó nổ rồi mới mua. Lưu ý ai gọi là mình đánh gọi là những cái con này á chị đánh hồi phục thôi. Đúng mà Hồi phục thôi chứ không thể nào mình đánh theo trend được. Chưa có tín hiệu để đánh theo trend. Lưu ý ha. Đấy nên là những con này cứ tết cung vào lá, vào mình đánh thôi, chờ bùng nổ gọi là bùng nổ bán hay những con như con HSG luôn đi chẳng hạn nói tết gọi là vai đầu vai ngược nè tết cung như thế này khả năng sao chị khả năng những cái tuần sau nổ lại là rất là cao về lại 21 22 trước mắt đúng không ạ à? đang mua thì cứ mua quanh vùng này chị mình mua đúng rồi à? chứ đừng đợi nổ rồi mới mua nổ rồi là quanh lại cái vùng kháng cự rồi còn những con tạo sóng á là hiện nó ở những cái bức đỉnh á. đỉnh là gần đỉnh những con mà mạnh á là những con á mà nó gần vùng đỉnh gọi là đỉnh hoặc gần đỉnh nhất gọi là gần cái đỉnh cũ nhất Lùi nha, chị thấy là gần đến cũ càng gần đến cũ nó càng đánh gì thôi. BVD này, càng về gần đến cũ nó càng đánh. Đúng rồi, IDC nè. Đấy, càng về đến cũ nó càng đánh. Đúng rồi, có nghĩa là những cái con á mà trong lúc thị trường giảm á bắt đầu nó cân bằng á mà con nào nó gần đỉnh nhất đấy sẽ là những con mạnh nhất. Đấy chị mình ghi nhớ câu này ha. Đấy thì đánh ngắn này. Hay tiếp theo những con giống như dòng khí có thêm oi nè. Đấy. Đấy, test cung như này khả năng nổ, những con này đánh nổ thôi. Còn con tạo trend thì đánh BVD, BVS. Đúng mà, còn những con này đánh điểm nổ ngắn thôi. Đấy chưa có Gọi là khi mà trước cái phiên thị trường đồng thuận á Thì sao vậy Thì nó sẽ đánh những cái con nhạc dắt thôi Còn những con như thế này là sao vậy Nó lan tỏa nó nổ lên từ, từ từ trước mắt là về lại bên trên à, Hay là tiếp theo ngân hàng này có MSB nè Đúng à Hay là MBB nè Đấy là nó chưa bung nổ Thì sao vậy Mình có thể đánh để mà ăn một cái nhịp nổ của nó Đấy an toàn thì mình đánh ngân hàng Còn không thì mình sẽ chọn những cái nhóm ngành khác mình đánh Đúng không? À? Hay là những cái mà cổ phiếu những cái nhóm hành khác á Giống như là làm Phú Mỹ nè đấy bắt đầu sao chị giữ biên tay cung như thế này sao chị đánh tại nên mình đánh đúng không đánh bùng nổ lên chị mình bán ra đúng không đấy nó là cái chiến lược để mà anh chị mình đánh ngắn nó là như thế ha đấy còn đánh ngắn á, thì gọi là cứ chân trong chân ngoài ha có nghĩa là đừng cái giải ngân một lần hoặc là sao chị gọi là chân trong chân ngoài á có nghĩa là mình phải luôn luôn duy trì một cái mức hàng khả dụng có nghĩa là anh chị mình giải ngân một cổ phiếu đi chẳng hạn mình giải ngân một cổ phiếu phải chờ có cổ phiếu đó về nó khả dụng trong tài khoản thì mình mới giải ngân một cái con tiếp theo có nghĩa là sao là nó vẫn có những cái con đánh ngắn nó vẫn sẽ có những cái rủi ro khi mà thị trường trong của chúng ta nó mở biên đúng không ạ mình phải đặt vào một cái trạng thái rủi ro thì mình xử lý như thế nào đúng không ạ cứ nghe trường hợp chẳng may mà chẳng may cái thị trường của chúng ta nó mở biên đi chẳng hạn mà hàng anh chị mình chưa về á thì sao chị thì mình lại gọi là bị gọi là mất đi một cái thế chủ động Đúng ạ, à. ít nhất là khi mà hàng lượng hàng anh chị mình về, có nghĩa là có con về, có con chưa, nhưng mà cũng phải luôn luôn đảm bảo cái sự khả dụng trong cái tài khoản của chị mình. Đúng ạ, à. có nghĩa là anh chị mình có một một 100 một triệu đi chẳng hạn anh chị mình đánh gọi là mình giải ngân, con này 30 triệu. Đúng không à. mà Chờ con 30 triệu nó về xong rồi chị mình mới giải ngân tiếp 30 triệu nữa. Đúng không à. ạ? Thì sao anh chị, khi mà thị trường người ta chẳng may nó mở biên, đúng không à. ạ? Mở biên nó giảm xuống thì cái lượng hàng anh chị mình mới mua nó chưa có về, anh chị mình đâu xử lý được. Đúng không à. Thì mình sao anh chị? Mình có những cái lượng hàng khả dụng mình hạ ra. Đúng mà đơn cử giống như đi chẳng hạn, giống như anh chị mình mua những cái con giống như là con con hút, anh chị mình mua con hút này. Đúng ạ, mua con hút này hàng nó về. Đúng mà hàng nó về này vẫn giữ biên. Đúng ạ, có nghĩa là có thể là có thể nó bùng nổ. Đấy một vài phiên nhưng mà sao chị? Mình mình tiếp tục mình chơi con này về mình giải ngân tiếp tục con đạm Phú Mỹ. Đúng ạ, nhưng mà đó gọi là giống như là cái 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 ngày, ngày ngày mai đi, ngày mốt đi chẳng hạn anh chị mình giải ngân đại phú mỹ nhưng mà chẳng may thị trường của chúng ta nó mở biên thì sao chị những cái con mà nó thuộc dạng nó hồi yếu á, thì nó sẽ gọi là nó giảm mạnh nhất đúng không à? có nghĩa là mình đánh theo những cái chiến lược ngắn á, là những con nó gọi là nó hồi phục kém rồi anh chị mình thấy những cái con chiến lược ngắn á, từ đa phần là đến từ những cái nhóm ngành nó bị mở biên lớn trong giai đoạn vừa qua đúng không à? mình đánh những cái giai đoạn nó hồi phục lên của của cổ phiếu nó hồi phục theo cái yếu tố của thị trường đúng không à? đấy nên là khi mà những cái con này nó mở biên thị trường mở biên đi chẳng hạn thì mình đã có con hút đúng không giống như là anh chị mình đang cầm đạm phú mỹ thì mình không bán được thì mình bán con hút ra đấy để mà hạ cái tỷ trọng hạ cái quy mô của anh chị mình về đúng không ạ đấy nên là lưu ý về những cái trạng thái như thế này của thị trường đấy lưu ý như về những cái chiến lược cái thứ nhất là cái chiến lược của anh chị mình là đánh sóng là đánh ngắn đấy phân biệt rõ ràng để mà mình gọi là để mà mình mình có được những cái sự kỳ vọng có được những cái target ha cái thứ hai là cái cái việc mà anh chị mình giải ngân đúng không ạ cái việc mình giải ngân tùy cái tùy cái, cái 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 vận động của thị trường thôi lưu ý ha về vận động của thị trường á em vẫn đánh giá với chị mình á là chú ý một cái cái yếu tố á. một á là cái mức độ thanh khoản hai á là cái tốc độ giao dịch của thị trường đấy là hai cái vấn đề chị mình cần quan tâm ha thị trường điều chỉnh mà thị trường giảm mà thanh khoản thấp tốc độ giao dịch chậm khả năng hồi phục lại nhanh đấy thị trường mà giảm tốc độ giao dịch nhanh thanh khoản nhanh lên thì thị trường chúng ta nó sẽ có một cái gọi là cái đà giảm nó mạnh đấy thì lúc đó nó rất là dễ nó mờ, mờ biên ha còn thị trường mà tăng đấy tăng mà tốc độ giao dịch chậm thanh còn thấp thì sao gì thì có thể nó sẽ test lại còn thị trường mà tăng thanh còn tăng lên tốc độ khớp lệnh nhanh lên thì đấy là chính là những phiên rắc mờ biên lên đấy là những cái đặc điểm của thị trường trong những cái giai đoạn sắp tới anh chị mình phải quan sát kỹ trong phiên ha về trong phiên em vẫn luôn luôn đề cập với chị mình về những cái vấn đề này ha thì đấy là những cái chiến lược em đề ra với anh chị mình đấy mình hành động phù hợp với thị trường trong những cái bối cảnh hiện tại ha mình đưa ra những cái chiến lược nó rõ ràng để mà mình đầu tư ha thì đấy là những cái nhận định của em về cái yếu tố thị trường rồi tiếp theo mình sẽ đi qua mình phân tích về những cái nhóm ngành đấy có nhóm ngành nào nó còn đi mua nó có những cái chiến lược đánh dài có những cái chiến lược đánh ngắn hay không thì trong cái phần tiếp theo đây em với chị mình sẽ cùng đi qua mình phân tích về cái vấn đề này ha thì nếu mà chị mình lần đầu tiên xem video của em Anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh Để mà nhận những cái thông báo mới nhất Cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo Nếu mà chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của anh chị mình Và muốn nhận những cái khuyến nghị nó sớm nhất Muốn nhận những cái cổ phiếu theo từng cái chiến lược Đấy, nó để mua, đi bán nó cụ thể nó rõ ràng Thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới màn hình 0339 079 sáu Để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất trong phiên ha và em cũng có cơ hội hỗ trợ cho anh chị mình trong phiên ha thì đấy là một vài cái vấn đề của thị trường của chúng ta rồi tiếp theo mình sẽ đi qua mình phân tích về những cái nhóm ngành ha đầu tiên mình phân tích về cái nhóm ngành dầu khí thì dầu khí anh chị mình thấy là trong cái cuối tuần vừa qua nó gọi là bắt đầu cái giá dầu nó tăng trở lại này đấy, nó tăng còn là nó có những cái dấu hiệu hồi phục trở lại gần 6% Đúng không? Đây cũng chính là một cái trạng thái tâm lý Nó tốt tốt để mà những cái phiên đầu tuần thị trường của chúng ta Nó có những cái cái cái, cái gọi là cái bước đà Cái bước đệm tâm lý cho cái nhóm ảnh này ha Đấy nhóm ảnh dầu khí này Đấy Nó là anh chị mình giống như là những con những con BVD đấy, BVD này Đúng không ạ? Hàng về chấp nhận hấp thụ đánh luôn Đúng không ạ? Có nghĩa là cái thứ nhất á Là cái xu hướng của nó là Nhịp này á Là xu hướng và sao, sao, sao cho gì? Nâng đáy đúng không ạ anh chị nhìn qua cái thị trường này đó đây là phân kỳ về giá đúng không à, ạ thị trường yếu nhưng mà cổ phiếu nó vẫn giữ được xu hướng này anh thế sau đó kia cung là thanh còn mò, mò chạy vào đánh vượt đỉnh cũ vượt đỉnh gần nhất đúng không à, ạ vượt đến hàng về hàng cái phiên này về hàng cái phiên mở biên này về dòng tiền vào để mà chuyển đổi trạng thái đúng không à, ạ hàng về nó vẫn chấp nhận nó hấp tụ tiếp chấp nhận nó đánh tiếp thì nó dễ thương những cái đỉnh này là sao gì nó sẽ vượt qua được nếu mà thị trường chung của chúng ta nó không quá tiêu cực chỉ cần nó giữ nhất thì những cái đỉnh này em đánh giá nó sẽ vượt qua được à, này bắt đầu nó vào xuống rồi này vào xuống vào nhịp dở để mà nhận dắt đấy là những con này là con leader đúng mà có hàng phải nắm hay là tiếp theo những con như con bvs này đấy cũng bắt đầu nó dần dần nó mua dòng tiền vào nó tạo ra những biên độ gọi là bắt đầu swing này. nhưng mà cái dòng tiền vượt hôm trước là nó chưa quyết liệt nhưng mà kỳ vọng đó là với những cái đà tâm lý cái giá dầu nó hồi phục á thì nó sẽ có một cái điểm kích mạnh mẽ hơn trong cái tuần sau đối với mạng cổ phiếu BVS này thì lúc đó xem gì nó tiếp tục nó vào trend nó tiếp tục nó vào xu hướng thì cái đỉnh mọi thời đại này nó sẽ vượt qua khi mà cái đến mọi thời đại nó vượt qua thì nó không còn cái kháng cự nào nữa ngoài cái việc mà kháng cự chốt lại thôi lưu ý nha đó nó là những con BVS này nhìn thấy không cũng xu hướng là nâng đáy đấy kia cung này dòng tiền mò chài mò chài liên tục à, hay là tiếp theo những con như con bvc đấy đúng không bvc nè mò chài vào này hôm nay hàng về mò chài, chài vào tiếp tục thì thường những con này xem chỉ tay cái trước mắt của nó là vùng nhẹ 20 20 20.5 đúng không ạ upside thì có thể nó sẽ lên về lại những cái vùng nền đỉnh, đỉnh cũ 25 đúng không ạ à? khi mà cái dòng dầu khí nó vào sóng anh chị thấy nè cả một cái chu kỳ vừa qua anh chị mình em xem cái tính cách của nó đánh nè đúng không à, ạ cả một cái chu kỳ vừa qua này là nó cứ đi tà, tà tà tà, nó chưa có một cái điểm nước rút đúng không à, ạ mà dầu khí thường cuối sóng nó có một cái điểm nước rút nha anh chị anh nhìn thấy bvd nè thường cuối sóng nó sẽ có một cái điểm nước rút anh nhìn thấy điểm này thị trường này cái cái, cái sóng vừa qua nó chưa có nước rút đúng không à, ạ nó tương tự như đây nè Đấy, nó tương tự như đây nè anh thấy không nó cứ tà tà đi lên đi lên Nhưng mà gần cuối sóng nó sẽ có một giai đoạn chạy nước rút cái dòng dầu khí nó có những cái tính đầu cơ khi mà nó cuối sống lưu ý ha đấy là bvc này anh chị thấy không tương tự nhưng mà kẻ chung kỳ vừa qua nó đâu có nhịp nước rút đâu đấy test kia cung nè dòng tiền mua chạy vào mà cái cái rung khách hàng của em á em cứ nghĩ là vào cái phiên này nè đấy thì kỳ vọng trước mắt là về lại bên trên đúng mà hấp thụ tốt tạo ra sóng dòng thì bước thoát bước thoát tiếp tục và anh chị mình thấy con bvc á là sao chị nó có một cái tính đầu cơ khi mà nó ở những cái nhịp cuối sống đúng không à, giai đoạn này nó cứ đi chậm chậm nó tà 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 thôi nhưng mà đến một cái giai đoạn này anh chị thấy không Những tiền đổ bộ vào đánh một cái nhịp và nhịp nhịp chạy nước rút cuối sống đúng không à? ạ biên độ là sao chị? hơn một trăm phần trăm nói nên là chị mình lưu ý về những cái cái trạng thái hiện tại bây giờ của các nhóm ngành nha và đặc biệt nhóm ngành dầu khí đó là nhóm ngành nó có được những cái cái lực đỡ cũng như là cái yếu tố dòng tiền đúng không à? đặc biệt là có con lít lít là con BVD ha à, tiếp theo những con BSR rồi đi chẳng hạn anh chị thấy không chu kỳ vừa qua nó cứ đi ta ta nó chậm chậm thôi có nghĩa là cái đặc tính của cổ phiếu á, là đầu sóng nó sẽ tăng chậm và cuối sóng nó sẽ tăng nhanh có nghĩa đầu sóng nó vừa tăng nó vừa loại bỏ đi những cái lượng hàng tới cộng những cái lượng hàng chốt lại trong ngắn hàng ra lưu ý ha còn cuối sóng là sao gì bắt đầu những cái lượng hàng chốt lại này nó ít đi dần rồi nên là nên là nó tăng nó rất là lạ lướt đúng không anh chị thấy nè khi mà nó cuối sóng á là sao gì nó tăng rất là lạ lướt nó tăng cứ cứ gọi là nó phiêu phiêu lên á có nghĩa là có những cái điểm phiêu của nó này có những cái điểm phiêu của nó này điểm phiêu của nó này đó mà anh chị mình thấy nó cả một cái chu kỳ vừa qua anh chị mình thấy nó, nó, giống với giai đoạn này không đi rất là chậm chậm đi rất là từ từ đúng không cuối sống nó có một giai đoạn nó rít nè nhìn gì không đầu sống nè đấy đúng không đó là cái dòng dầu khí là cái dòng cái vd mắc tới đấy bsr tương tự ha hay tiếp theo những con như con gas đi chẳng hạn gas bắt đầu lắp gáp nè thì kỳ vọng nó sẽ có những cái xu hướng nó hồi phục lại trước mắt là hôm trước nó giảm này sau đó nó hồi phục test lại viên kháng cự này kỳ vọng trước mắt tiếp theo đó, nó test lại kháng cự một lần nữa Khoảng còn vùng giá 88 lên 90 ha. Cái tiếp theo oi này đánh ngắn được nè. Đấy. Cái dòng à, gọi là những cái cái dòng của nó có con đánh trên có con đánh ngắn đúng không à? ạ? đấy à, thì oi là thuộc dạng đánh ngắn đó. Đấy, có nghĩa là về biên dưới nè, bắt đầu kiết đánh khoảng nè thì đánh những con này đánh ngắn về lại biên trên thôi. Gọi là khoảng 10.7 về lại 11.4 là khoảng 7 8%. Đấy tương gọi là thuộc dạng chiến lược đánh ngắn ha. Đó là nhóm ngành dầu khí. Rồi tiếp theo qua những cái nhóm ngành khác là nhóm ngành khu nghiệp. Đấy khu nghiệp là leader IDC Đúng không anh chị thấy leader này những con nào mà nó về gần đỉnh gần nhất của nó sớm nhất á thì sao chị nó là những con nó mạnh nhất anh chị ta đánh đó trong tiền môi cho vào đánh liên tục những con này leader rồi mấy có hàng phải nắm giữ chặt ha à, theo VGC này cũng tăng này nhưng mà VGC cái biên độ nó hơi lỏng hơn so với con IDC anh chị thấy trong giai đoạn này nó chuyển đổi về một cái tính nhận dắt không cái IDC trong những cái chu kỳ trước á, nó không có tăng đúng không nhưng mà cái chu kỳ này bắt đầu nó tạo ra những cái sự xé đó gọi là cái sự giao thoa về mặt dòng tiền trong một cái bối cảnh mà cái tháng mà cái tháng báo cáo kết quả kinh doanh nó ra đúng không ạ giai đoạn trước gì tháng Sc nó tăng mạnh đúng không ạ tăng nhịp này này tăng rất là mạnh hay là KBC này tăng nhịp này nó tăng đúng không ạ nhưng mà IDC lúc đó nó không có tăng đấy đến giai đoạn này bắt đầu sao nhịp bắt đầu IDC nó lại tăng đấy có nghĩa là mọi cái cổ phiếu nó có một cái tính thời điểm của nó đấy, nhưng mà nhìn thì mình nhìn qua cái dòng của nó rồi với bắt đầu mở biên này trước mắt về lại biên trên đúng không ạ là IDC luôn nè KBC này đấy bắt đầu mở biên này, dòng tiền môi chạy vào phiên này lấy đánh đúng mà đánh ngắn trước mắt là 35 mươi năm nhân sáu nếu mà sống dòng nó vào đó, thì có thể lên lại khoảng giá bốn mươi đúng à, đấy là cổ phiếu của kbc đó gì không dụ xong này bắt đầu kiệt thanh khoản này siết biên này dòng tiền mò chạy vào sống dòng nó có nó có những cái sự bổ trợ của nó đúng à, hay là tiếp theo những con NGC này về lại vùng gần đỉnh cũ nhá thì thường nó có một vài phiên rung lắc và cái dòng nó mạnh thì nó sẽ vượt đỉnh thôi đó là dòng khu nghiệp đúng à hay là tiếp theo qua cái dòng à, còn BDR, BHR đó này Đấy, em khu nghiệp này bắt đầu mở biên Có nghĩa là cái sự bổ trợ của cái dòng nó có Long hậu này bổ trợ nè, tăng nè Đúng rồi, cái dòng của nó nó có sự hỗ trợ Lưu ý ha Rồi tiếp theo qua đối với nhóm mình ngân hàng một vài cái cổ phiếu Ngân hàng này, ngân hàng thì như xoay quanh VB nè Đấy, VB MB Đấy, VB trước mắt sao gì Là vùng giá, gọi là cái cái điểm đến trước mắt là vùng giá 22.5 22 5 có thể sẽ rung lắc quan sát tiếp tục Nếu mà bước tốc tốc thì sẽ vào trend và xu hướng ha à, thì theo mb này, đấy, vùng này là sao gì đánh một chiến lược ngắn về lại bên trên đúng không à? vùng này thu gom đấy về lại bên trên bán đấy, hoặc là quan sát tiếp tục theo dõi tiếp tục thì trước mắt sao vậy biên dưới biên trên cổ phiếu thôi giữ nhịp đường này cân bằng kia cung anh chị thấy không thanh còn thấp thì sao vậy khả năng bùng nổ cổ phiếu có này con này khả năng tuần sau bùng nổ rất là cao đó. đấy này tiếp theo msb này đấy, tương tự thế này đấy, cứ vùng này là sao gì cứ gọi là đánh ngắn cứ tham gia vào lên biên trên bán ra trước mắt lưu ý ha còn những con giống như là BIDV để mà tạo sự xác nhận thì nó phải cần một cái phiên nó phu định lại cái phiên này trước đã sau đó căng bằng thì nhịp sau nó sẽ là những con nó nó đóng góp vào chỉ số tiếp tục ha còn CTG thì biên này nó hơi bị trượt cái giai đoạn giao dịch bên vùng biên gọi là cái vùng biên bên trước này nó hơi bị lỏng mà bắt đầu nó kia cung này, này khả năng hồi phục nó có nhưng mà khả để mà đánh thì sẽ không ưu tiên lựa chọn em sẽ ưu tiên những con lựa chọn nó căng bằng trước nó có xu hướng trước để mà mình đánh hơn ha ngày tiếp theo STB này bắt đầu nó cũng có những trạng thái nó rung lắc thanh công thấp không vấn đề nhưng mà nó thiếu đi một cái phiên xác nhận là khoảng 40 triệu cổ phiếu đấy, đánh bước thoát hướng lên á, thì nhịp này là nhịp vụ bỏ đúng không ạ đánh bước thoát hướng lên thì nó sẽ vào sóng mà khi ngân hàng vào sóng thì nó kéo chỉ số cho thị trường của chúng ta Hai là tiếp theo Vietcombank đấy cũng tăng thôi nhưng mà đánh thì vẫn xoay quanh những cái cổ phiếu đó. một á là VBank hai là MB ba là MB bốn là mã cổ phiếu của 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 STB đấy, STB chờ sự xác nhận STB và BIDV chờ sự xác nhận thì trước mắt hiện tại bây giờ là cứ MB VB và MB ha rồi tiếp theo qua đến cái nhóm ngành thép. Thép anh chị thấy hò phát nó tăng nhưng mà nó có yếu tố test lại như này là yếu. Cái con nào mà tăng mà test lại là yếu. Đấy, yếu nha anh chị. Những con này có đánh ngắn đánh dài thì cũng chưa nên. Đấy có thể nó sẽ hồi phục được theo cái dòng của nó nhưng mà những cái con nào mà giữ bước biên á mới là con mạnh những con té lại là những con yếu đuổi ha Thì tiếp theo hồi sen này anh chị không Xích uh, siết chặt biên này đấy có quanh quan ngưỡng này nè anh chị vai này vai vai này, đầu này vai này đúng mà những con này xanh gì có đánh ngắn được nhưng mà đánh thì đánh ngắn thôi đừng có đánh dài những con này không có tạo sóng dòng đâu cái trước mắt nó hồi phục viên trên còn 21 đến 21.5 đã quanh ngưỡng này trước mắt đấy thì cái đánh ngắn thì có thể ưu tiên ha, còn năm kim thì nó nó nổ rồi ha, năm kim nổ rồi nó hơi gần kháng cự nổ cây nữa là tới rồi. sợ không kịp tê đấy nên là nhìn chung là những con này trước mắt thì nó về lại khoảng 21.5 đến vậy 22 trước mắt lắp lại gấp này ha tại nhóm ngành thép đấy rồi tiếp theo qua cái nhóm ngành khác là cái nhóm ngành bất động sản bất động sản trước cũng có đề cập với anh chị mình đó BDR đúng không ạ cứ một cái tung ở một cái chiến lược thôi sau giai đoạn điều chỉnh cổ phiếu nào mà tạo ra những cái sự phân kỳ về giá này, Đấy, tạo ra những sự phân kỳ về giá này, test kia cung cứ lao vào đánh, Đấy, những con nào gọi là cái dòng nó khỏe thì đánh đánh trên, cái dòng nó phân hóa, cái dòng nó yếu thì sao gì đánh ngắn, Đấy, cứ bdr đánh ngắn bùng nổ lên cái mai hai bảy là chốt được rồi, Đấy, hay là kdh này tương tự này bùng nổ lên cái là còn còn cái vùng biên trên này là chốt được rồi, đúng à nhưng mà còn những cái cổ phiếu giống như hdc này Đấy đúng không ạ? Nó công bằng nó chưa nổ này thì có thể canh lưu ý những con như thế này. Nếu mà anh đánh ngắn từ ưu tiên, dòng bất động sản gì đánh ngắn thôi nha anh chị. Không đánh dài được. Những con này công bằng trước thì có thể nó sẽ nổ trước. Đúng không ạ? tiếp theo con đặc phương này. cái tương tự thế này, test lại. Đấy có thể nó sẽ tạo ra những cái điểm nổ phía sau. Nhưng mà đối với những con seal này, đấy seal thì chưa công bằng được. Ha, có thể nó thì lên một test là vùng này một chút nó công bằng vùng này này thì nhịp sau nó mới lên sau ha, hay là đích này tương tự thế này chưa công bằng biên độ còn lỏng lắm à, đất xanh này, biến độ còn lòng lắm có nghĩa là dòng nó lên á, thì nó sẽ có thể lên được nhưng mà để mà một cái cách nó đảm bảo an toàn á thì nó sẽ gọi là cân những cái con mà nó cân bằng trước anh chị mình lưu ý ha cái hà đô không được nữa cái hà đô nâng đáy nè đó những con gần nền như thế này cứ cắt vào đừng nhắn ha lưu ý rồi tiếp theo nhóm ngành đầu tư công đầu tư công C4G đấy số mưa khả năng bùng nổ đấy khả năng bùng nổ đấy cứ cân bằng đáy như thế này vào đánh gọi là đánh sang điểm nổ đấy vẫn được ha fcn FCN thì hơi biên hơi lỏng nếu mà nó siết chặt biên một chút Tết cung thì có thể đánh vào đánh ngắn thôi những con này đánh ngắn thôi mà hút đánh được nè Tết cung test cung liên tục như này đánh nổ lên rất là dễ đấy. những con này khả năng về phiên sau bùng nổ rất là cao đấy đánh này đánh con hút này đấy, tiếp theo LCG đấy, LCG chưa ok lắm nhìn chung là dòng đầu tư công thì em thấy mọi con hút thôi còn những cái con khác thì chưa ok lắm đấy, có nghĩa là nó tăng tăng hoài như thế này rất là khó mua Nên có thể nó sẽ test lại Đấy, các anh những điểm test lại là siết chặt biên tay cung đó, thì căn vào ha Rồi à, tiếp theo những con vcg à, vcg hôm trước có nói với chị mình à, test hai đấy em sẽ không mua đấy, những con nào mà test ba đấy trở lên mới mua trong một cái biến động ngắn á, thì có thể mua hai đáy nhưng mà trong một cái biến động lớn á, thì chị mình mua ba đáy nó sẽ an toàn trên thị trường hiện tại bây giờ có rất là nhiều những cái mạng cổ phiếu test ba đáy đúng không à? thì chị mình mua nó đặt một cái trạng thái nó an tâm hơn chứ đúng không à? còn vcg này cái bùng nổ xong viên gặp kháng cự rồi bắt đầu nó nhung nhằng nhung nhằng Mua về đậu lại đâu Đúng rồi Nhưng mà bạn chắc xem gì Mà nhất cổ phiếu nó vẫn đang trong Một cái đeo hồi phục Nhưng mà để mà mua Để mà đánh Thì vẫn chiến lược của anh chị mình Ba đấy trở lên Đánh Lùi ha Đây là nhóm ngành đầu tư công Còn ra một số cái Nhóm ngành riêng lẻ Có thủy sản này Thư sản khả năng tăng rất là cao đó. ANV này NV bắt đầu có dòng tiền trước đúng không à, ạ tạo ra những cái xu hướng phân kỳ về giá nó biến động hơi lỏng nhưng mà thường những cái biến động này á nó sẽ vượt đỉnh thôi có nghĩa là nó lúc đó trong giai đoạn này nó có hay là VHC này test cung liên tục này cái năng nổ trước mắt nó rất là cao đấy tung sau khả năng nổ rất là cao này là cũng TNG này đấy xuất khẩu thủy sản nhiệt may đấy là có NV có VHC có TNG hay là nhóm ngành cảng biển là có HAH này đó là những cái nhóm ngành mạnh em có đề cập với gì mình rất là nhiều lần trong những cái giai đoạn trước đúng không những cái phiên gọi là cái phiên mà thị trường của nó bắt đầu nó dần dần công bằng như thế này này là, để tới những cái nhóm anh này rồi đúng không ạ cái khả năng nổ này hay là zemadep nè đúng không à? ạ giữ biên siết biên như thế này khả năng bùng nổ rất là cao nó bắt đầu kiệt thanh khoản nè nó khả năng bùng nổ vượt sáu tám là vào một cái pha mới ngay đúng không à? đặc biệt là vụ xong rồi hướng lên nè bắt đầu tái tích lũy trở lại biên trên là những con như con bvt nè chứ không dòng cạn biển bvt là chạy theo cạn biển đó, chứ không phải chạy theo dầu khí đâu nha anh chị Và bvt này vẫn duy trì được một xu hướng đúng không à? ạ những con này là vẫn là những con khỏe hay tiếp theo cái dòng mỗi dòng mà tuần sau có thể đi mắc tới là dòng đạm đấy đạm cà mau này đấy, bắt đầu tạo ra những cái biên tích lũy lên trên đúng không ạ siết chặt biên một chút cạn cũng một chút xuất hiện tết cung thì nó tiếp tục dgc này cũng mạnh này đúng không csv này đó là những cái dòng thuộc dạng riêng lẻ mà thị trường của chúng ta mà thanh còn duy trì thấp á, thì nó thường tìm đến những cái dòng và thuộc dạng riêng lẻ như thế này cũng như là những cái dòng nó có được những cái sự hướng lợi đúng không ạ giống như dầu khí nó hướng lợi từ chiến tranh đúng không ạ là hôm trước còn là nghe với ai ukraine đánh nhau á, thì sao gì thì nhóm anh đảm nó là hướng lợi đúng à đấy, không đang sao nhỉ dưới đi xu hướng nè đạm phú mỹ nè đấy đạm phú mỹ đi được một cái nền bắt đầu nó siết chặt biên rồi nè anh chị cực kỳ chú tới khả năng bùng nổ rất là cao trong những cái phiên sắp tới đấy có thể canh những con này mình đánh đúng à tiếp theo những cái mà cổ phiếu như mình uh, bán lẻ FRT đấy anh chị thao con mạnh là cứ mạnh thôi con này mình đánh giá khả năng vượt 100 trăm đi quân nè đấy cũng khỏe nè đấy khả năng vượt đỉnh nè. Đấy, những con này giữ biên một vài phiên nữa cứ có một phiên kiệt cung là đánh vào đấy, con này kia trước sau gì nó không vượt đỉnh nên là cứ chú ý cho những con này ha đánh dòng thị trường thì cứ dầu khí công nghiệp hay là ngân hàng đánh ngắn thì chọn những cái cổ phiếu mà nó test ba đáy đó đấy có trong đó thép nè bất động sản đầu tư công đấy hay là những con mà thuộc dạng nhóm ngành riêng lẻ thủy sản dịch may đạm bán lẽ đó là những cái dòng mà anh chị mình cần chú ý tới ha tập trung một vài cái mã cổ phiếu theo từng cái chiến lược có là phải vạch ra cho anh chị mình á là cái chiến lược đánh đánh theo sóng dòng hay là đánh đánh theo ngắn đúng rồi đánh ngắn thì sao gì đánh ngắn thì cứ chân trong chân ngoài ha cứ nổ lên một năm đến hai phiên là bán ra còn đánh dòng là sao gì đánh theo sóng dòng á thì sao gì cứ chia ra mình giải ngân lựa chọn những cái dòng nó có khả năng đã tạo sóng khi mà thị trường chúng ta nó vào xu hướng và chỉ cần thị trường cân bằng thôi là bắt đầu là có những cái tín hiệu mà anh chị mình giải ngân được rồi Đúng không? Tín hiệu những cái cổ phiếu có những cái con leader đấy, giống như là uh, khu nghiệp là IDC, đúng không? Giống như là dầu khí uh, BVD, đúng không? Mà bắt đầu cái dòng của nó có tín hiệu nó lan tỏa và nó hồi phục. Ha là dòng ngân hàng, đó là những cái dòng mà anh chị mình hướng đến. Ha là tiếp theo những cái cái cổ phiếu khác của chúng mình chứng khoán này, anh chị thấy nè. Những con nó vượt hơn những cái FTS, nhưng mà bản chất em đánh giá với anh chị mình để mà đi xe nó sẽ khó đi xe nó cần một cái giai đoạn tái tích lũy kiếp thanh khoản anh chị thấy giống như là con SSI rồi đi chẳng hạn đấy đi xa sao gì nó phải có một cái giai đoạn nó tái tích lũy nó kiếp thanh gọn đi nhìn không đây này nó siết chặt biên đi đấy thì dư địa sau nó tăng nó sẽ bền hơn gọi là nó dẫn dắt một cái chu kỳ nó dài hơi hơn gọi là mình nhìn ra một cái nó xé hơn hai còn trước mắt anh chị thấy giống như SSI đi chẳng hạn thì nó sẽ có thể nó sẽ quay trở lại nó lắp lại cái gap này à, có thể bùng nổ lên nó lắp lại cái gap này một chút à, hay là tiếp theo AGR này à, có thể nó lên lại bên trên trình lắp lại cái gap à, hiện tại test cung như thế này nhìn chung nó vẫn biến động theo biên độ swing thôi hay là cts này có thể nó sẽ bùng nổ có thể tăng lên đúng không hay là hcm này có thể tăng lên nếu mà thị trường tốt có thể về lại lắp gáp thì thị trường tốt thì có thể 723 hai ba đúng không cái mbs này bắt đầu về lại biên trên kháng cự anh chị thông bắt đầu uh, gọi là có những cái áp lực nó tuôn ra đúng không hay shs này đấy, nổ lên còn mười chín mười chín năm đúng không hay là vci này tương tự này nó dụ bỏ xong tới cùng hướng lên thì có khả năng đó nếu mà thị trường tốt nó về lại lắp cáp thôi còn bản chất sẽ chị để mà tạo sóng thì nó cần thời gian để mà nó tái tích lũy trở lại Thứ hai là vnd tương tự đúng không ạ nếu mà thị trường tốt về lại lắp cát thì thôi nhưng mà để mà tạo sóng thì nó sẽ khó ha đó là cái dòng một số cái dòng tiêu biểu trên cái yếu tố thị trường của chúng ta mà em muốn nhắn với anh chị mình trên cái kênh youtube này thì nếu mà anh chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của anh chị mình thì chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 856 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng. Mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất, nó sâu sắc nhất trong phiên. ha à, Thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Kính chúc anh chị mình một buổi tối vui vẻ và những ngày cuối tuần thật là ý nghĩa. Em uh, xin chào anh chị mình, hẹn anh chị mình vào video lần sau ạ.